Rồi, hôm trước rồi chúng ta đang dừng lại ở cái chỗ tìm tập xác định của cái hàm số lũy thừa. Tìm tập xác định đó, mình chốt lại ở các kiến thức là số mũ nguyên dương, số mũ nguyên âm với số mũ không nguyên phải thuộc lý thuyết. Đó, thì chúng ta sẽ làm một vài câu nữa. Vài câu nhẹ nhẹ thôi. Nắm chắc những nội dung này mình làm từ 4 tới 6. Ví dụ 4, tìm tập xác định của cái hàm số 2 mũ x, xin lỗi 2x trừ 1 tất cả mũ bi. 2x trừ 1 tất cả mũ bi. Thì khi gặp những cái câu như thế này ấy, thì mình chỉ cần quan tâm cho thầy là cái số mũ là số mũ gì thôi, nguyên âm, nguyên dương hay là không nguyên thôi. Đó, những cái câu này là chỉ cần quan tâm những số mũ này thôi. Ví dụ 4, đang tìm tập xác định nha, chốt lại vài câu nữa mình sang nội dung khác. Tập xác định bi á, nhiều bạn cứ đọc lên bi là tưởng đây là mũ nguyên, nhưng mà thật sự đây là mũ không nguyên. Bi là 3,14, số mũ của mình á, bi là 3,14 là không nguyên. Thì những cái điều kiện này là bắt buộc mình phải thuộc thôi, không còn cách nào. Mũ không nguyên điều kiện là fx lớn hơn không, chuyển vế lớn hơn 1/2. Lớn hơn 1/2 thì tập xác định D là từ 1/2 đến cộng vô cực. Đó. Ví dụ 4 rất là nhanh thôi, mình sang ví dụ 5 luôn. Phần này là phần đi thi là 100% phải đúng rồi nha. Câu như thế này nè, nếu mà rớt điểm ở những câu này thì mình sẽ không còn cơ hội để đẩy cái điểm mình lên cao được, vì những cái câu phía sau nó sẽ rất là khó, rất là lạ nữa. Những cái nội dung này là những cái nội dung ăn điểm của mình đây, là phải trọn vẹn hết. Sang ví dụ 5, ví dụ 5 ở đây nó có hai hàm số, một cái hàm số lũy thừa với một cái có một cái căn bậc 2 nữa, nên chỗ này nó đến hai điều kiện. Hai cái điều kiện. Đầu tiên là số mũ 3/2 vẫn là số mũ không nguyên. Ba phần hai là số mũ không nguyên thì điều kiện sẽ là lớn hơn không do số mũ không nguyên. Còn nằm trong căn bậc 2 thì rất là quen thuộc với mình. Biểu thức nằm trong căn bậc 2 thì phải lớn hơn hoặc bằng 0. Tại vì căn của 0, căn bậc 2 của 0 là vẫn hiểu được. Nhưng mà 0 mà mũ 3 phần 2 là sai nha. Không mũ âm là sẽ sai. Do đó đến đây là mình sẽ có là x lớn hơn trừ 2. Cái này chuyển với có dấu trừ là bảo chiều luôn. Trừ x lớn hơn bằng trừ 3 thì đảo lại nó sẽ là bỏ dấu trừ đảo chiều. Thì tập xác định của mình lớn hơn trừ 2, bé hơn hoặc bằng 3 là trừ 2 một tròn, 3 là mặt vuông. Trừ 2 mặt tròn, 3 mặt vuông, đi từ trừ 2 cho tới 3. Những câu như thế này là rất dễ sai nè. Nếu mà học sinh học không kỹ là ví dụ như chọn đáp án B hoặc chọn đáp án A. Những cái nhỏ nhỏ như thế này thôi, nếu mà em không lưu tâm là em mất điểm. Và cái này đều rơi vào những cái câu giống giống như chương 1 vậy. Chương 1 những cái câu mà thầy nghĩ là em sẽ không sai nhưng mà cuối cùng vẫn còn sai. Mình luyện làm sao cho những câu như thế này là phải chắc ăn.
Thấy là chỉ có ăn chắc thôi, ăn chắc mặt bền, chứ không có bay bổng qua những cái câu nào đó nó xa xôi quá, cuối cùng những câu dễ dễ là sai. Mọi năm là đến thời điểm này là mình đã thi giữa chất lượng đầu năm rồi, thậm chí là có thi thì một đợt tập trung nữa, nhưng mà lần này nội dung mình vướng cái online này nhiều quá nên chưa có thi cử. Mà tụi em mà thi cử ít á là em sẽ gặp nhiều trục trặc. Đôi khi mình nghĩ là mình làm tốt nhưng mà khi thi ra mình mới thấy được cái suy nghĩ của mình nó xa lắm. Tưởng là mình tốt nhưng mà thực chất là nó sẽ mất điểm ở những câu mình không ngờ tới. Mình phải làm nhiều rồi, khi đó mình mới có kinh nghiệm rồi. Ví dụ 6 số mũ 1 phần 3 thì điều kiện vẫn là quen thuộc. 1 phần 3 là điều kiện thì số mũ này số mũ không nguyên thì 4 trừ x bình. Vậy thì vẫn xét dấu bằng tay thôi. Hai nghiệm trừ 2 với 2 dấu trừ cộng trừ. Xin lỗi đây không có dấu bằng nhé. Mất cộng là mất điểm á. Vậy đáp án của mình là đi từ trừ 2 đến 2 mặt tròn. Vậy là cái nội dung mà tìm tập xác định của cái hàm số lũy thừa chắc chắn là thi học kỳ có, thi giữa kỳ có. Chắc chắn như vậy luôn vì đây là những cái nội dung vô cùng trọng tâm của mình khi học đến lũy thừa. Là tìm tập xác định đó, là không được phép sai. Những nội dung này đi thi là không được phép sai. Đó, cái tìm tập xác định thì nó cứ lòng vòng vậy thôi. Giờ mình sang cái dạng kế tiếp. Khi mà nói về hàm số á, là tập xác định xong thì phải đến đạo hàm. Tập xác định xong thì đến đạo hàm. Và công thức đạo hàm nó cũng quen thuộc với mình thôi. Đó giờ mình học x bình phương đạo hàm là 2 2x, x mũ 3 đạo hàm là 3x bình phương. Có là số mũ đem xuống, đồng thời nó sẽ giảm đi một đơn vị ở trên. Nó tương ứng cho hàm hợp. Nhưng mà trước giờ mình chỉ học là số nguyên thôi. Mình chỉ học số nguyên. Bây giờ mình sẽ học thêm về phân số, số mũ phân số. Học cách xử lý những tình huống như này. Sang dạng 2 nha, tìm đạo hàm. Đạo hàm hay công thức nó rất là bình thường, giống y như trước giờ mình học rồi, cái là số mũ rớt xuống và trên giảm đi một đơn vị. Câu số 12. Tính đạo hàm của hàm số x mũ 1 phần 3 tại điểm x bằng trừ 8. Tính đạo hàm nha, sang dạng tính đạo hàm. Mà nào không nhớ thì sẽ ghi lại, thì ghi công thức tổng quát luôn. U mũ alpha. U mũ alpha đạo hàm là alpha. U mũ alpha trừ 1 nhân thêm U đạo hàm. Rồi mình áp dụng ngay câu số 12 luôn. X mũ 1 phần 3. Trước giờ mình chỉ làm x bằng mũ 3, mũ 4, x mũ 5 gì đó thôi. Còn giờ gặp trường hợp x mũ 1 phần 3. Rồi làm thử nha. Y là x mũ 1 phần 3 thì dẫn đến đạo hàm. Đạo hàm này thì mình sẽ lấy cái số mũ đem xuống, 1 phần 3 đem xuống. Nhân cho x, số mũ sẽ giảm đi một đơn vị là lấy 1 phần 3 trừ cho 1. Lấy 1 phần 3 trừ cho 1 thì sẽ thành trừ 2 phần 3. 1 phần 3 trừ 1 á,
Anh trừ 2 phần 3, còn mấy lấy máy tính bấm cũng được. Tới đây là mình xong đạo hàm rồi nè. Nhưng mà đề bài yêu cầu mình tính đạo hàm thầy x bằng trừ 8. Tính đạo hàm thầy x bằng trừ 8 nghĩa là lấy đạo hàm thế trừ 8 vào. Rồi bắt đầu lấy máy tính bấm cho thầy coi kết quả ra nhiều. Phố lấy máy tính bấm cho thầy Phố. Kết quả ra nhiều Phố. Thầy vừa nói gì? Thầy nghe tính đạo hàm cho thầy thôi, tính ngay cái đề bài á. Nếu mà bấm máy tính á thì chỉ việc thế vào. Thế vào thì mình sẽ ra được 1 phần 12. Sau đó mình chọn đáp án D. Và mình đã rơi vào một trong những cái bẫy nguy hiểm của chương 2. Cái bẫy Casio. Chương 2 mà nếu mà mình dùng Casio một cách vô tội vạ thì nó sẽ có một cái ảnh hưởng như thế này. Nếu mà mình không quan tâm tới điều kiện là mình sẽ bị sai liền. Điều kiện ở đây là mũ này là mũ không nguyên nè. Mình sẽ gặp mũ không nguyên. Thì thật sự điều kiện của mình là x lớn hơn 0. Bài này mà x bằng trừ 8. Vậy đáp án của mình phải là không tồn tại. Do x bằng trừ 8 bé hơn 0 nên sẽ không tồn tại. Vậy nó sẽ có một cái mâu thuẫn giữa máy tính và lý thuyết của mình. Máy tính vẫn lấy bấm bình thường được, vẫn tính được bình thường. Nhưng mà khi mà mình học về sách giáo khoa, người ta đã quy định và những cái lý thuyết mình đã học trước giờ, mẫu không nguyên là x phải lớn hơn 0. Vậy là sau này coi chừng bấm máy tính những cái bài mà gặp x âm á, gặp x âm là coi chừng bị sai nha. Chỉ dùng cho x dương thôi. Nếu mà em dùng cho x âm là em sẽ bị sai và rơi vào cái bẫy của người ta đó. Cẩn thận với thầy những câu này. Bắt buộc phải quan tâm điều kiện. Rồi xuống ví dụ số 13. Ví dụ số 13. Ví dụ số 13 là tìm đạo hàm. Những câu này nó rất là nhẹ thôi, nhưng mà làm để cho em biết cái cách biến đổi, chuyển qua giữa căn với lại cái x mũ. Chứ mấy ông chỉ đã cửa em sẽ không biết cách xử lý là sang phương trình là cũng không nắm được. 13 nha. 13 mình gặp y bằng x mũ 2 phần 3. Thì đạo hàm á lấy 2 phần 3 xuống. Lấy 2 phần 3 xuống. Sau đó đến cái gì? Số mũ giảm đi 1 là lấy 2 phần 3 mà trừ cho 1. 2 phần 3 mà trừ cho 1 thì thành trừ 1 phần 3. 2 phần 3 trừ 1 là thành trừ 1 phần 3. Nhưng mà nhìn vào đây chưa có đáp án. Là mình phải học cái cách để biến đổi cái số mũ này đưa về căn. Thì cái này nó rơi vào cái bài đầu tiên mình phải học kỹ công thức. Nếu mình gặp số mũ a mũ trừ n, a mũ trừ n thì cái này bắt buộc phải học thuộc thôi. Thành 1 phần a mũ n. Ý nghĩa là gì? Muốn mất dấu trừ thì phải chuyển về 1 chia.
Vậy chỗ này sẽ là 2 phần 3. Muốn mất cái dấu trừ ở trên mũ này nè, sẽ là 1 chia, đó, chỉ mất cái dấu trừ đó bằng cách chuyển thành 1 chia, sau đó đến số mũ, đến cái số mũ 1 phần 3. 1 phần 3 này thì sẽ đưa về căn bằng cái công thức. Cái này chắc em mới học thì em không nhớ thì thầy nhắc, nhưng mà sau này mình phải là người nắm công thức này thiệt là kỹ. X mũ m phần n là căn bậc n của x mũ m, nghĩa là cái mẫu sẽ rơi ra cái chỉ số của căn, còn cái tử rơi vào bên trong. Vậy cái mẫu đang là số 3 nên sẽ thành căn bậc 3 của x mũ 1. Đó, vậy mình sẽ có đáp án 2 phần 3 nhân cho 1 chia cho căn bậc 3 chính là câu A. Nhìn cho kỹ nha, ở đây có hai công thức mà thầy đã sử dụng, thầy đã đóng khung nè. Cái công thức đầu tiên này ý nghĩa là muốn mất cái dấu trừ này thì chuyển thành 1 chia. Còn mất cái tiếp là cái phân số thì cái mẫu ra chỉ số của căn, cái tử rơi vào trong. Nắm được chưa? Này phải làm thêm thôi, không làm thêm không được. Ví dụ số 14. Ví dụ số 14 người ta cho fx là k nhân cho căn bậc 3 của x nhân cho căn bậc 2 của x. Yêu cầu tìm k để đạo hàm tại 1 bằng 3 phần 2. Ví dụ 14. Người ta có căn bậc 3, có căn bậc 2. Căn bậc 2 thì mình có công thức đạo hàm rồi. Đạo hàm của căn bậc 2 là thành 1 chia 2 căn x. Còn căn bậc 3 thì sao? Căn bậc 3 thì mình sẽ làm như thế này. Đầu tiên biến đổi trước nha. Căn bậc 3 sẽ đưa về mũ 1 phần 3. Căn bậc 3 sẽ đưa về mũ 1 phần 3. Còn bạn nào muốn đưa căn bậc 2 về mũ 1 phần 2 cũng được nữa. Nhưng mà mình đã có học công thức căn bậc 2 đạo hàm rồi nên thôi mình cứ để cái này. Vậy đạo hàm của cái này đem 1 phần 3 xuống, 1 phần 3 đem xuống. 1 phần 3 trừ 1. 1 phần 3 trừ 1. Căn bậc 2 đạo hàm là 1 chia 2 căn x. Đó. Đạo hàm xong, ta có đạo hàm tại 1 bằng 3 phần 2 tương đương số 1 thế vào x mà là số 1 thì nó cũng như là 1 thôi. Vậy mình sẽ có 1 phần 3k. Cái này là 1 nè. Còn cái này x bằng 1 thì cũng thành là 1 phần 2. Đó. Chỗ nào là x thay bằng 1? Rồi tới đây chuyển vế hoặc là dùng xếp xô gì đó cũng được. Em muốn dùng xếp xô hay em muốn chuyển vế cũng được. Mình sẽ ra được là k bằng 3. Có thể dùng xếp xô cũng được. Rồi thôi thầy sẽ quy đồng. Quy đồng đổi qua đổi lại 3 phần 2 trừ 1 phần 2 ra 1. Rồi nhân chéo qua k bằng 3.
Đến ví dụ số 15. Số 15 thì mình sẽ dùng u alpha u mũ alpha trừ 1 u đạo hàm. Đó, cho chuẩn bị một xíu. Những câu nhỏ nhỏ như thế này phải làm thật tốt nha. Nhấn mạnh lại. Sự là em làm bài những câu nhỏ còn chưa ổn. Những câu nhỏ mà chưa ổn thì khó lòng mà đẩy điểm mình lên lắm. Mà điểm mình nó cứ lòng vòng mức 6, 7, 8. Nó đi riết rồi, nó không có đẩy lên được. Ví dụ 15 này. Giờ bắt đầu thầy sẽ đẩy tốc độ lên nha. Cái thầy đi, cảm giác thầy đi chậm, cái em cũng đi chậm theo thì nó sẽ khó cho sau này. Khi mà thầy đi chậm có nghĩa là thầy muốn làm kỹ á. Nhưng mà em phải là người cẩn thận. Đạo hàm nè, lấy 1 phần 3 xuống nè, 1 cộng 3x, 1 phần 3 mà trừ cho 1 là thành trừ 2 phần 3 nè. Rồi phải nhân thêm cái u đạo hàm nữa, cái này đạo hàm lên là nhân thêm cho 3 nữa nè. Tiếp tục, 3 trên 3 dưới mất, 3 phần 3 này là mất. Vậy là chắc chắn câu A sai. Mất rồi đó. Vậy là mình sẽ còn là 1 cộng 3x mũ trừ 2 phần 3. Bây giờ muốn mất cái dấu trừ này. Muốn mất cái dấu trừ này thì mình chuyển về 1 phần thôi. 1 phần 1 cộng 3x mũ 2 phần 3. Đó, muốn mất dấu trừ là chỉ có kiểu này thôi. Sau rồi đó. Bây giờ chuyển về căn. Chuyển về căn. Cái mẫu sẽ chui ra bên ngoài làm chỉ số. Cái mẫu sẽ ra chỉ số của căn. Còn cái số 2 này sẽ nằm bên trong. Rồi nhìn đáp án của C. Để làm được như thế này em phải thành thạo. Nắm được công thức biến đổi. Cái dấu trừ này muốn mất thì sao? Mất thì chuyển thành 1 chia. Rồi cái mũ mà mũ phân số sẽ chuyển về căn. Mũ phân số chuyển về căn. Cái mẫu rơi ra ngoài làm chỉ số của căn. Còn cái tử sẽ nằm ở bên trong căn. Đó là ví dụ số 15. Một câu nữa. Chốt thêm một câu nữa. Để phải làm cho vững cái này đã. Không vững không được. Câu số 16. Cái này gọi nha, gọi làm để đọc cho thầy ghi nhé. Thời gian chuẩn bị 2 phút.
Ví dụ thứ 16 đạo hàm của con này. Quỳnh Anh nghe rõ không Quỳnh Dạ rõ thầy. Anh? Rồi Quỳnh Anh làm cho thầy câu này nha. Dạ. Rồi đọc đi, thầy sẽ ghi cho là. Một phần ba mở ngoặc tích bình cộng tích cộng một mũ trừ hai phần ba Rồi. nhân cho hai Ừ, xin lỗi, quên. trừ hai x cộng một Nhân thêm cho u đạo hàm nữa, 2x cộng 1. bằng hai mở ngoặc hai phần ba x cộng một phần ba 2 phần 3x. em nhân vô thầy. À, nhân vào thôi mình đừng nhân vào, tại vì mình vừa làm mình vừa để ý cái kết quả của mình nè. Nếu mình nhân vào thì nó sẽ khó nhìn đáp án hơn. Dạ. Mình cứ để vậy đi, 1 phần 3 ha. Rồi cái này mình chuyển đi, còn cái 2x Nhân cộng 1. một. Nhân cho 1 chia cho Nhân cho x bình cộng x cộng một mũ 2 phần 3. rồi. 1 phần 3. Nhân cho x bình 3 tất bình cộng tất cộng một tất cả mũ hai Rồi. Đó. Vậy đáp án của em chọn là gì Quỳnh án. Câu. Dạ Nhìn dạ kỹ thấy. câu A thầy. Đúng rồi, câu em. Xét, nói chung là mình nhìn vào mình có cái mẫu số 3. Đó, có số 3 khớp rồi nè, có căn bậc 3 cũng khớp rồi nè, có bình phương bên trong cũng khớp rồi. 2x cộng 1 trên tử. Cái này mình tập để mình thuộc cái công thức tính đạo hàm. Nó chỉ có hàm u vậy thôi, sau đó để cho mất cái dấu trừ thì làm sao, để cho mất cái phân số thì làm sao. Đó là cái vậy, là đối với hàm số lũy thừa mình quan tâm là tập xác định là cái rất rất quan trọng nha. Sau đó đến đạo hàm, sau tiếp nữa là đến cái đồ thị. Nhưng mà đồ thị thì cái đó rất là dễ, học trên trường thôi là được, là nó chỉ cần chiếu sơ qua thôi, nên ở đây thầy cũng không nói, mình qua luôn cái phần đồ thị. Cái đồ thị này dễ, không có gì hết. Phần bài tập tự luyện thì nó cũng lòng vòng chỗ là tính đạo hàm, đa số là tính đạo hàm với tìm tập xác định thôi, đừng có để sai những câu nhỏ nhỏ như thế này đó. Còn lại nó bình thường, không có gì hết. Ở đây có một cái câu thầy muốn nói qua, đó là cái câu tìm M để cho có tập xác định. Câu này, một câu tìm M để tập xác định của cái hàm số lũy thừa này là R. Thì vẫn cảm giác là nhiều bạn còn mù mờ về cái chuyện là dùng delta, nên đôi khi những cái bài mà dùng delta thì lại nhầm, delta lớn không, bé hơn không, bé hơn bằng không, chưa có ổn cái chuyện đó. Mình sẽ ghi một cái bài toán tìm M. Đây một câu hơi lạ lạ một tí, nhưng mà bằng những cái kiến thức cũ mình hoàn toàn có thể đưa ra được phương pháp. Người ta yêu cầu là tìm tất cả những tham số M để cho cái tập xác định là R. Thì mình sẽ tìm điều kiện nè. Điều kiện ở đây là do số mũ này là số mũ không nguyên, 1 phần 5 là mũ không nguyên, nên điều kiện của mình là x bình phương trừ 2mx cộng m bình trừ 3m. Điều kiện này phải lớn hơn không, lớn hơn không với mọi x, lớn hơn không với mọi x thì nó phải tương ứng với cái chuyện gì thì mình phải nắm nè.
Bây giờ mình hình dung nếu mà phương trình bậc 2 này mà có hai nghiệm là delta dương. Delta dương thì nó sẽ bị đổi dấu liền. Cứ có hai nghiệm là đổi dấu. Có cộng trừ cộng là bỏ mất cái khúc giữa này. Bây giờ nó không có đúng với mọi r. Nếu mà delta âm, nếu delta bằng 0 thì bằng 0 thì nó sẽ có một vị trí bằng 0. Hai bên này cùng dấu nhưng mà chính giữa này có con số 0. Cũng bị sai luôn, là vì người ta đang muốn lớn hơn 0 mà ở đây có một vị trí bằng 0 nên cũng bị sai luôn. Và chỉ còn phải nước delta âm thôi. Delta âm thì vô nghiệm cùng dấu. Vậy là bài này là tương ứng với delta bé hơn 0. Không được bằng nha, bằng một cái là sai liền. Vậy là khi nào mình mới dùng delta bé bằng 0? Mình chỉ dùng cho bài toán hàm số bậc 3 đồng biến trên R thôi. Hàm số bậc 3 đồng biến trên R khi A lớn hơn 0, delta bé hơn bằng 0. Vì cái bài đồng biến, nghịch biến người ta chấp nhận nghiệm kép. Nên chỗ này nè, cứ có dấu bé bằng là em sẽ bị sai. Làm vẫn còn chưa có ổn chỗ đó. Thì tới đây là mình sẽ dùng là delta là B bình trừ 4AC. Bạn nào dùng delta phẩy cũng được. Bé chứ không phải lớn nha. B bình trừ 4AC. Thu gọn luôn, 4 mà bình trừ 4 mà bình hết. Trừ 4 nhân trừ 3 là 12M. Đem chia qua M bé hơn 0. Là có cái chỗ nào bị sai và kiểm tí nữa. Chỉnh cho thầy lại nha, đáp án này là bé hơn 0. Không bị sai hết, chỉnh cho thầy. Mình phải hiểu vì sao delta dương sai nha. Delta dương là có hai nghiệm. Hai nghiệm là sẽ có đổi dấu nè, cộng trừ cộng là nó sẽ sai. Delta bằng 0 thì có một vị trí bằng 0 cũng sai. Mình đang muốn lớn hẳn. Chỉ có delta bé hơn 0 thì cùng dấu với hệ số A. B bình phương trừ 4AC. Em nên xem lại một lần nữa những cái bài toán mà mình dùng delta đi nha. Xem lại một lần nữa đi chứ. Ít bữa mà thi giữa kỳ trên trường này kia mà những bài đồng biến là delta bé bằng 0. Rồi có hai cực trị là delta lớn hơn 0. Đừng có nhầm lẫn nữa. Nhầm một lần không sao. Nói nè. Đó cái A nó chứa mà nó âm. Thì khi đó mình lại phải tách thêm trường hợp là A mình phải dương. Khi đó mình sẽ thêm điều kiện là A dương. Tại vì nếu mà bài này A nó dương sẵn thì mình khỏi cần. Nhưng mà những bài khác nếu mà có M ở chỗ của A nữa thì phải kèm theo A lớn không. Có nghĩa là phải thêm này nữa nè. Phải nghĩ đây luôn thì nếu mà A chứa M thì bài toán này nó sẽ tương ứng với lại A lớn hơn 0, delta bé. Ghi vậy xong tới ít bữa các em làm bài, các em lại lúng túng nữa. Em cứ nhớ mang máng, em nhớ mang máng, cái nhớ mang máng nó nguy hiểm kinh khủng luôn. Bé hơn bằng 0 dùng cho bài toán đồng biến cho R nha. Cái này nè. Còn bỏ mất cái dấu bằng là cái bài toán điều kiện của lý thừa nha. Đừng nhầm giữa mấy cái này. Tuyệt đối cẩn thận. Sai cái dấu bằng thôi là mất điểm đó. Thầy vẫn dặn em là phải làm thật kỹ những câu dễ. Nhưng mà qua khá nhiều lần kiểm tra rồi thì em vẫn còn sai luôn vậy. Chuyện đó nó sẽ cực kỳ nguy hiểm cho những cái bài thi lớn của mình.
Rồi bây giờ mình sẽ sang một cái nội dung quan trọng nữa, đó là nội dung về logarit. Logarit. Bây giờ mình sẽ học định nghĩa logarit luôn. Một cái cụm từ khá là lạ. Logarit. Không có dấu nha, không có chữ O, không có cái dấu mũ. Logarit. Học định nghĩa của logarit. Định nghĩa của logarit nó xuất phát từ cái bài toán như thế này. Thì ví dụ cơ bản thôi. Ví dụ như mình có 2 mũ x bằng 4 thì mình được, rất đơn giản, 2 mũ x bằng 4 thì x sẽ bằng mấy vậy Tuyết Nhi? X bằng 2 rồi. Đúng rồi, tại vì 2 mũ 2 bằng 4. Rồi. Rồi ví dụ 2 mũ x mà bằng 8 đi. 2 mũ x bằng 8 thì x sẽ bằng mấy đi Thiên? Dạ thầy là 2 mũ 3. Thì là x sẽ bằng? Dạ bằng 3. 3 đúng rồi. Vậy là vấn đề nó sẽ xảy ra là giờ 2 mũ x bằng 5 thì sao? Giờ mình còn một vài cái số 2 mũ x bằng 5 nè, 2 mũ x bằng 6 nè, 2 mũ x bằng 7. Vậy 2 mũ x bằng 5 thì làm sao giờ? Nó sẽ không ra được cái số nguyên đẹp như là số 2, số 3, mà nó sẽ ra một cái số phẩy. Mà hãy biết chắc chắn cái số phẩy đó sẽ rơi từ 2 đến 3 là 2 phẩy mấy á. Thì đến bây giờ người ta mới phát sinh ra cái cách ghi. Cách ghi. Cái con số đó người ta sẽ ghi như thế này. Cái con số mà thỏa mãn 2 mũ x bằng 5 á, thì x người ta sẽ ghi là logarit. L-O-G nha. Logarit. Người ta sẽ đọc là logarit cơ số 2 của 5. Số 2 này nó sẽ thấp, thấp xuống, nằm bên dưới cái chữ G này một tí. Số 2 này gọi là cơ số. Số 2 này gọi là cơ số. Bên đây cũng vậy, số 2 này được gọi là cơ số. Thì nó thật sự nó là một cái con số mà phẩy á, nó là 2 phẩy mấy á, nhưng mà người ta ghi mà logarit đọc là logarit cơ số 2 của 5. Đó là một cái con số thỏa mãn cái chuyện là 2 mũ x lên bằng 5. Bây giờ thầy đưa ra con số đó, cái cách ghi nó dễ lắm, mình cũng rất là nhanh thôi. Ví dụ thầy có 3 mũ x mà bằng 9. Theo như mình nhẩm á, theo như mình nhẩm là x sẽ bằng 2. Nhưng mà bây giờ thầy có thể ghi như thế này. Thầy không ghi số 2 mà thầy sẽ ghi theo cái ngôn ngữ của logarit là logarit cơ số là số 3 của 9. À, nhìn nhìn nè, đây là cơ số của mũ chuyển qua cơ số loga. Mình đọc là logarit cơ số 3 của 9, lấy máy tính bấm thử logarit. Mình coi cái này phải ra đúng số 2 không? Logarit cơ số 3 của 9 có phải đúng số 2 không? Logarit cơ số nè, nó có cái chỗ này nha, logarit nè. Logarit cơ số 3 của số 9 ra đúng kết quả là 2. Nhưng mà không phải lúc nào số nó cũng tròn cũng đẹp như thế này. Ví dụ mình có 3 mũ x mà bằng 8 đi. 3 mũ x bằng 8 thì x sẽ bằng cái gì? Theo như cách ghi loga của thầy, x sẽ bằng cái gì vậy? Thì lên dạ thầy. Ừ. Mình sẽ ghi x sẽ bằng logarit của số 3. Logarit cơ số 3 của cơ số 3 của 8. Mình sẽ ghi như thế này ha. Rồi cảm ơn Linh. Và bây giờ người ta tổng quát. Người ta tổng quát. Người ta không có ghi rõ là 2, 3 hết trơn. Người ta tổng quát. Tổng quát lại. Người ta định nghĩa logarit. Mấy cơ số A này nè, cơ số cái này gọi là cơ số nè. Cơ số A của mình phải là lớn hơn 0. Không bao giờ lấy cơ số âm.
không lấy a làm, không lấy trừ 2, không lấy trừ 5 gì hết, lấy luôn luôn là a lớn hơn 0. Và cơ số a mình phải khác 1. Tại vì lấy số 1 không có ý nghĩa gì hết trơn, 1 mũ x luôn luôn bằng 1. Nên lấy a khác 1, chứ mà lấy a bằng 1 cũng không mang ý nghĩa gì cả. Đồng thời số b của mình bên phải phải lớn hơn 0. A mà đã lớn hơn 0 thì là bên này cũng phải lớn, hai bên nó đều phải lớn hơn 0 hết. Người ta sẽ ghi là a mũ x bằng b, tương ứng x sẽ bằng, giống như hồi nãy thầy ghi gì á, 2 mũ x bằng 5 thì x bằng log cơ số 2 của 5, thì này là log cơ số gì của gì. Em ơi, chỗ của Bảo Trân đây, Trân vào chứ. Vương Bảo Trân á. Mình sẽ ghi gì? Là log a của b, đúng rồi. Đúng rồi, rồi ok, chờ nghe. Đây là cách ghi logarit nhé. Cách ghi logarit định nghĩa luôn. Thật sự đó là một con số thôi, chứ không phải là gì đâu, nhưng mà nó bị là những số phẩy. Và cái người phát minh ra là cái ông này, cái ông tên là Napier. Nói chung là em có thời gian thì em tìm hiểu thêm về lịch sử của cái này cũng vui. Và ứng dụng của loga này rất là nhiều, nếu mà em học hóa thì tính gì á, tính độ pH. Tính độ pH là tính mấy cái ion H cộng và ion OH trừ gì đó, là có nhắc đến logarit. Sau này khi mà em học về bên lý, nó có sóng âm, cường độ âm, rồi mức cường độ âm này kia, nó cũng dùng định nghĩa logarit. Rồi động đất mà để đo cái độ Richter, cái độ động đất, người ta cũng dùng logarit. Và rất nhiều cái ứng dụng của logarit trong cuộc sống. Sau này học về mấy cái tia, mấy cái để tia mà chiếu vào thực vật này kia cũng có định, cũng có ứng dụng của logarit. Logarit nha. Bây giờ sẽ có một số cái định nghĩa, từ cái định nghĩa này đưa ra một số cái tính chất quan trọng. Tính chất. Đầu tiên là mình có logarit cơ số a của 1 bằng 0. Trong đó cơ số là phải lớn hơn 0 khác 1 nha, cái a này phải đảm bảo là lớn hơn 0 khác 1. Thì luôn luôn là logarit cơ số a của 1 sẽ bằng 0. Này định chứng minh bằng định nghĩa thôi. Nhưng mà đi sâu vào cái chứng minh cũng không cần. Rồi em sẽ bị vướng cái đó nhiều lắm. Logarit cơ số a của a sẽ bằng 1. Nếu mà hai cái này giống nhau thì mình thử lấy máy tính mình kiểm tra thôi chứ không gì đâu. Bây giờ thầy lấy cơ số nè. Logarit cơ số bao nhiêu cũng được, logarit cơ số 8 này của số 1 là bằng 0. Dù có đổi cơ số nào cũng vậy thôi, đổi cơ số 1000 đi của 1 cũng bằng 0. Vậy là logarit cơ số a của 1 bằng 0, trong đó là chỉ lấy cơ số lớn 0 khác 1 nha. Còn trường hợp đặc biệt là cái cơ số với cái nằm trong loga giống nhau, log a, các bạn ví dụ như log 2 của 2 là bằng 1. Log 3 của 3 là cơ số với lại cái bên trong loga giống nhau là luôn luôn ra 1. Và tiếp theo nữa, số 3, logarit cơ số a của b mũ n. Nghĩa là cái mũ này nằm bên trong loga được phép đem ra bên ngoài. Được phép đem cái số mũ này ra bên ngoài. Hôm trước trên Facebook có một cái hình
mà quên lưu lại. Cái hình đó nó mô tả cái tính chất này. Làm tranh nhóm gì, tranh nhóm luyện thi 2K4 hay cái gì đó. Có thấy một cái hình vui vui. Thì chỉ mô tả là cái hình đó thôi. Cái hình đó là nó vẽ lô đất cơ số A, cái nó vẽ một cái mặt cười. Là cái mặt nhăn nhó gì đó, đại loại vậy. Nó có cái dấu mồ hôi, đổ mồ hôi ở trên đây. Vẽ sao cho đẹp ta. Đại loại nó là có một cái dấu đổ mồ hôi. Thì cái dấu đổ mồ hôi này, theo công thức thì cái dấu này nhảy ra ngoài. Đó, ý vậy. Mình nhớ là cái số mũ bên trong lô ga đem ra ngoài được. Đó, mình có ba tính chất cơ bản lớn nhất nha, ba cái đó tí nữa mình sẽ làm. Đó là ba cái tính chất rồi, mình sẽ có thêm các quy ước thế này nữa. Quy ước về ký hiệu. Em thấy trong máy tính em nó có hai cái ký hiệu là ký hiệu LOG. LOG thôi và một ký hiệu là LN. LOG này người ta đọc là logarit cơ số 10. Logarit cơ số 10. Hay là cơ số thập phân cũng được. Nghĩa là thay vì ghi là log 10 của x thì người ta ghi là log thôi. Nghĩa là sau này em mà thấy mà người ta ghi log 00 như thế này nè, không có cơ số gì hết trơn á, là mình phải hiểu mặc định đây là cơ số 10. Mặc định luôn nha. Không ghi giữ gì ở bên dưới hết, đây là cơ số 10. Và có cái chữ này LN thầy hay đọc là LN nhưng mà không có đúng chuẩn quốc tế đâu, chuẩn quốc tế ta đọc là logarit Neper. Logarit Neper. Nhưng mà đọc LN cho nhanh. Quen miệng. Đọc đúng chuẩn là logarit Neper để cho gọi là ghi nhớ cái công của cái ông tạo ra cái phép tính này, cái tính logarit. Thì ở đây có một cái cơ số đặc biệt của bên logarit đó là chữ e. Trong máy tính mình nó có các con số rất là đặc biệt, đó là con số pi. Số pi là 3,14. Số pi nè. 3,14 14159. Và có thêm một con số đặc biệt nữa mình sẽ học, đó là con số e. Alpha e màu đỏ này nè. Số e này là 2,718. Số e này nó phát sinh từ cái bài toán về tăng trưởng với lại cái bài toán về gửi tiền tiết kiệm ngân hàng. Ngân hàng là phải có con số e này mới hoạt động được, chứ không có con số e này là không có tính được tiền lãi, tiền vốn, tiền cho vay lum la. Đây là một con số nha, và nó có tính chất rất là đặc biệt mà người ta đưa là một cái ký hiệu riêng cho nó. Người ta sẽ ghi là logarit cơ số e. Thay vì ghi là logarit cơ số e của x, người ta sẽ không ghi, người ta đổi ký hiệu lại, người ta chỉ ghi ln như thế này. Đọc là logarit Neper. Logarit Neper. Còn này là logarit cơ số 10. Chú ý các quy ước nha. Thầy hay đọc tắt là log, cái trên thì hay đọc là log, dưới thì hay đọc là ln. Còn nếu mà cơ số đầy đủ thì sẽ đọc là logarit cơ số a, logarit cơ số b. Còn sau này trên trường thì tùy vào giáo viên sẽ nói cách đọc. Cái đọc đúng chuẩn á, thì là logarit Neper, nhưng mà đọc dài quá mệt. Cắt chữ lại đọc cho nhanh. Nhớ thầy ba tính chất này nữa nha, ba cái tính chất. Đây. Xong rồi mình đến các phép toán, các phép toán loga. Định nghĩa xong rồi, tính chất xong, quy ước xong, đến các phép toán. Các phép toán luôn nha. Thì toàn tí. Tại vì cái này cái loga nó hay rớt bên dưới. Các phép toán về logarit.
Đầu tiên là phép tính cộng. Ở đây là các điều kiện kèm theo thôi nha, các điều kiện kèm theo để cho loga có nghĩa. Có nghĩa là ở đây cơ số là phải lớn hơn 0, cơ số là khác 1, các biểu thức nằm bên trong loga phải lớn hơn 0, những cái điều kiện kèm theo để cho một cái biểu thức logic có nghĩa. Đầu tiên, tính chất đầu tiên là phép cộng. Phép cộng như sau, mình có logic cơ số A của B cộng cho logic cơ số A của C. Đây là hai cái logic cộng lại. Hai cái logic cộng lại sẽ thành một cái logic. Nhưng mà phép cộng này gom lại thì bên trong sẽ là tích. Đây được gọi là phép cộng hai loga. Tổng của hai logic, tổng của hai logic sẽ thành một cái, nhưng mà thay vì là dấu cộng thì nó sẽ chuyển hóa thành dấu nhân ở bên trong. Và khi học công thức là mình cũng phải học hai chiều. Hai chiều thì hay nói là hai chiều, đây là cái chiều mà đi từ hai cái gom thành một cái thì ta gọi là thu gọn. Thu gọn có nghĩa là hai cái loga thu gọn về một cái. Nhưng mà cũng có cái chiều ngược lại, có lúc người ta lại muốn là mình phải tách ra. Ngược lại mình sẽ là tách ra hai, từ một cái loga tách ra làm hai cái, nên học công thức là phải học hai chiều. À, bây giờ thầy sẽ cho một cái ví dụ để cho em nắm cách biến đổi này. Đây, đây là số về công thức, mình sẽ cho cụ thể đi. Ví dụ như thầy có là logic cơ số 2 của 3 cộng cho logic cơ số 2 của 5 đi. Cái này mình sẽ thành cái gì đây, mà chỗ của Ngân Hà đi. Dạ thầy, là logarit của cơ số 2 3 nhân 5. Đúng rồi, vậy là 15 luôn ha, thầy sẽ ghi thẳng luôn. Đó. Đây là cái chiều mà thầy, cảm ơn Ngân Hà. Đây là cái chiều mà ta gọi là thu gọn. Thu gọn từ hai cái thu hiện cái. Nhưng mà mình cũng sẽ có cái chiều ta gọi là tách ra. Tách ra ví dụ như thế này. Ví dụ A thành B. Ví dụ thầy có logarit cơ số 2 của 6 đi. Logic cơ số 2 của 6. Thì mình sẽ tách ra nè, 6 á, làm từ từ nè, 6 là 2 nhân 3. Đây ta gọi là tách ra nha. Mình tách ra là log 2 của 2. Nhớ là dấu cộng. Log 2 của 3. Rồi bây giờ những cái này mình còn tính tiếp được nè. Tại vì mình thấy log 2 của 2. Log 2 của 2 là hai số này giống hệt nhau. Log 2 của 2 thì thành 1. Yeah.
tập phải từ từ nó quen rồi, nhìn công thức thì nó lạ lẫm lắm, nhưng mà từ từ là mọi thứ nó cũng sẽ quen. Tiếp luôn nha. Ví dụ này có logic số A của B mũ 4 nhân cho C mũ 5 đi. B mũ 4 nhân C mũ 5. Mình sẽ tắt này. Log. Đầu tiên là tắt cái dấu nhân này là thành là log B mũ 4 cộng log C mũ 5. Đó, như vậy xong là thầy sẽ đẩy cái số mũ này xuống theo cái tính chất á, mình được đẩy số mũ này xuống, rớt xuống 4 log A của B cộng 5 log A của C. Đó, một vài cái ví dụ để cho em biết cái cách mà mình sẽ ráp những công thức lại với nhau. Rồi, vậy là ví dụ áp dụng nha. Nãy giờ là từ từ để cho em ngắm á. Thử áp dụng, nó còn nhiều công thức lắm, nhưng mà thầy mới có dừng lại ở một cái thôi. Mới dừng lại ở một cái. Cái nhẹ nhàng tình cảm thôi, đó là... Ví dụ 8. Ví dụ 8, người ta cho logic cơ số A của B bằng 2 và logic cơ số A của C bằng 3. Yêu cầu tính giá trị B như vậy á. Cho gian ghi đề một xí. Các bạn nào có đáp án thì cứ comment thử nhé. Áp dụng mấy cái thì vừa mới nói thôi, chứ chưa có gì mới đâu. Nhẹ nhàng thôi. Chỗ có Quỳnh với lại Thi này ra đáp án cùng B. Mà đa số là B. Chính xác, B là chính xác. Là vì sao mình được này, cái B của mình à,
log a của b bình phương nhân c mũ 3 là mình tách ra, đầu tiên dấu nhân tách ra là dấu cộng. Dấu cộng xong cái mũ lôi xuống, cứ mũ bên trong log a là lôi nó xuống. 2 log a của b, 3 log a của c, rồi ráp vào đề cho log a của b là 2, vậy là 2 nhân 2. Log a của c là 3 thì 3 nhân 3, 4 cộng 9 13. 4 cộng 9 13. Cái nó cũng nhẹ nhẹ thôi. Tiếp. Ví dụ 9. Những câu như thế này thì chỉ là những cái câu giúp mình học công thức thôi nha. Chứ còn thi người ta cũng không có cho những cái câu mà căng mà lòng vào mấy cái như thế này đâu. Căng mà lòng vào 4 cái, 5 cái này cũng không cần thiết. Thôi người ta chỉ cho 2 cái lòng vào nhau thôi. Còn những câu này khi đưa ra là để cho em học công thức. Để cho em biết cách xử lý công thức. Mình quen. Chứ còn thấy người ta cho nhẹ à. Câu này nó có cái vướng chỗ một xíu là cái gì? Con mớ cái có 4 chữ A và có 3 cái căn. Một cái căn bậc 5, rồi một cái căn bậc 3, rồi một cái căn bậc 2. Nó lồng ghép vào như vậy. Bài này mà nói thiệt em mà đi thi á, đi thi thì thầy sẽ nói em làm cái này là dễ vô cùng. Không có gì phải suy nghĩ đắn đo vậy chứ, lấy máy tính ra. Nếu mà đi thi nha, gặp phải cái câu mà nó hắc ám như thế này. A lớn hơn 0 khác 1 đúng không? B đại số 2. Chọn A bằng 2 rồi bắt đầu thế. Cứ chỗ nào là chữ A là thế. Là số 2. Căn bậc 5. Căn bậc 5 mà anh căn bậc 3 mà rồi, căn bậc 5. Một chữ A nè. Phải đánh căn bậc 3. Một chữ A kế tiếp nè. Xong đến căn bậc 2. Đó. Đó không? Căn bậc 5. Đến căn bậc 3. Đến căn bậc 2. 4 chữ A. Kết quả ra 13 phần 10. Đó là đi thi. Mình chỉ việc vậy thôi. Không cần phải ngồi đắn đo suy nghĩ gì đâu. Nó có một cái tham số thôi. Rất là dễ. Nhưng mà bây giờ mình đang trong quá trình học nên thầy sẽ biến đổi công thức để cho em quen cách biến đổi công thức. Để sau này em còn lên đại học, em còn học, khi đó là em sẽ thấy là nhiều anh chị bước ra khỏi 12 lên đại học mới chết đứng là biến đổi công thức không được, là sẽ rất khó khăn khi học những cái môn nó cao hơn. Chứ bấm máy nó không có gì vui, bấm máy chỉ như vậy thôi, xong kết thúc bài toán. Và cuối cùng chỉ được có cái đáp án, chứ còn tất cả những cái biến đổi gì đó là mình không có. Giờ thầy sẽ hướng dẫn lại cách xử lý trường hợp mà có mấy cái căn tùm lum nè. Căn bậc 5 ghi lớn tí cho anh dễ nhìn. Hai chữ A rồi đó, đến căn bậc 3 đến chữ A. Ba chữ A rồi, giờ đến chữ A thứ tư này. Căn bậc 2 thì chuyển thành 1/2. Căn là đưa về mũ phân số.
đến căn bậc 3. Bây giờ hai chữ A này phải ghép lại, hai chữ này phải ghép lại là giống hình là A mũ mấy chỗ này đây. A mũ mấy chỗ này đây Minh Thư? Mình sẽ làm gì với hai số mũ này? Không, không phải chia, mình phải xử lý hai số mũ này trước là này giống như A mũ 1 vậy á. A mũ 1 nhân A mũ 1 phần 2 là mình có công thức gì nè. A mũ m nhân A mũ n là thành gì? Nghĩa là xem A mũ m nhân A mũ n là thành A mũ m cộng n. Đúng. Thì cái này là thành cộng lấy 1 cộng 1 phần 2 là sẽ thành nhiêu nè? Thì là bằng 3 phần 2. Đúng rồi. Rồi khi nào mới chia, cặp căn này mới chia nè, mới lấy cái bên trong này nè. Như thế nào với cái bên ngoài này? Bây giờ đến xử lý cái căn 3 này nè. Đó. Lấy cái số mũ ở bên trong. Số mũ ở bên trong đem chia cho 3. 3 phần 2 mà chia cho 3 thì là hành 1 phần 2. 3 phần 2 chia cho 3 là hành 1 phần 2. Em phải ép bản thân mình tập nặng như thế này đi. Ép bản thân mình. Tiếp theo hai cái A này phải ghép lại. Nó như A mũ 1 vậy á. 1 cộng 1 phần 2. 1 cộng 1 phần 2 là thành 3 phần 2. Rồi cái 3 phần 2 này chia cho 5. 3 phần 2 này chia cho 5 là thành 3 phần 10. 3 phần 2 chia 5 là 3 phần 10. 1 cộng 3 phần 10 là 13 phần 10. Vậy M của mình là log A. A mũ 13 phần 10. Số mũ lôi ra ngoài. Log A của A ra 1. Cái ải này là cái ải công thức mà mình phải vượt qua. Nói chung là biến đổi loga. Ngày xưa em sẽ biết là ngày xưa là cái chương loga với lại cái chương mà lượng giác lớp 11 là học cùng năm luôn. Loga với lại lượng giác là học năm 11 á. Học kỳ 1 của lớp 11 học một đống công thức lượng giác. Sau học kỳ 2 lớp 11 học một đống công thức về loga. Bởi vì ngày xưa lớp 11 cực kỳ nặng. Rồi sau đó cải cách người ta mới đẩy cái loga này sang lớp 12 để giảm cái áp, giảm cái áp lực cho lớp 11. Rồi bữa lại cải cách tiếp. Nếu mà sau này người ta sẽ bỏ bớt. Nói chung là càng về sau người ta sẽ càng nhẹ lại. Hiểu nổi câu 19, câu ví dụ 9 này không? Trong một lúc mà cho em nhiều công thức quá thì sợ em không nhớ nổi, nhưng mà mình cứ để ý cái mặt công thức, nhìn nó riết thì để cho mình thuộc. 5 phút nữa nha, tại vì tí nữa 8 giờ phải họp. Học ngày không đủ mới đến tới học đêm luôn. Mình thấy là việc ở trường của mình nó rất nhiều thứ. Có những cái cuộc họp mà phải tham dự. Có những cái ngày họp sáng họp chiều. Tại vì học dạy online nó phiền lắm. Dạy online phải chuẩn bị trước. Phải thống nhất với nhau trước để cho dạy trong một tuần như thế nào. Bởi vì dạy cho em là chuẩn bị nhiều lắm. Chuẩn bị nhiều lắm mới đưa ra được những cái nội dung cho một tuần. Nên sau này ai mà có ý định thi sư phạm thì bỏ ý định thi sư phạm nha. Mình chuyển ý định khác, mình thi kinh tế, mình thi gì đó, đừng thi sư phạm. Nam thì còn đỡ chứ nữ mệt lắm. Nữ rồi con cái các kiểu, không có thời gian chăm con. Đó rất hiểu nha. Hồi nãy là mình có phép
tổng tổng là log a của b cộng log a của c, hay giờ mình đánh hiệu. Thì theo cái logic thông thường của mình thôi, hồi nãy tổng ghép lại là nhân, thì giờ hiệu ghép lại là chia. Thì công thức thì cũng nói rồi, mình phải học hai chiều. Hai chiều là chiều từ trái sang phải. Trái sang phải người ta gọi là thu gọn, còn phải ngược về trái người ta gọi là tách ra. Có lúc cần thu gọn nhưng mà có lúc cần tách ra. Vậy bây giờ mình sẽ ráp công thức luôn nè. Vậy có những cái kiểu công thức mà nó vừa cộng vừa trừ thì sao? Đây thì thử một cái ha. Ví dụ như là hệ quả của nó nè. Mình có log A của B cộng log A của C rồi trừ log A của D. Chú ý là cơ số phải giống nhau nha. Vậy theo em bây giờ cái này á, nó sẽ ráp lại thành công thức gì? Mình nói thử mời chỗ của Ngọc Linh thử nè. Ngọc Linh. Dạ. Theo em thì cái phần đầu nó sẽ là log của A nhân C cho log A nhân D. Đúng rồi. Là hai cái này em sẽ ghép thành thành một cái là nhân. Còn cái này mình ghép lại luôn đi, mình sẽ thành gì luôn. Nếu mà gặp dấu dấu trừ thì mình sẽ thành gì luôn? Chia. Chia, vậy là nó sẽ là B nhân C tất cả chia cho D. Mình cứ ghép như vậy á, đấy là cái cách để người ta sẽ ráp công thức lại với nhau. Nó cứ thấy dấu cộng là sẽ thành nhân mà dấu trừ là thành chia. Giờ nếu mà hai cái dấu cộng thì sao? Xin lỗi, hai dấu trừ thì sao? Thử nha. Đó, bây giờ thì biến đổi một xíu. Bây giờ log A của B trừ log A của C trừ log A của D. Mình suy nghĩ một tí rồi chốt chỗ này cái là mình nghĩ. Các bạn nào xung phong thử chốt công thức chỗ này không? Cứ nói theo cách mình hiểu thôi. Log A B D C. Log A. Cái nào chia nè. Bây giờ cái nào ở trên tử, nào dưới mẫu thôi. B D ở trên tử, C dưới mẫu. Ở đây ngược lại thầy là B ở trên tử, còn C D ở dưới mẫu. Thử suy nghĩ là vì sao, thử suy nghĩ tính. À, thêm ngoặc chứ không? Đúng rồi, đúng rồi. Thật sự là thầy đã thêm ngoặc đó. Nếu mà đúng chuẩn là mình sẽ là log AB trừ mở ngoặc ra log AC cộng log AD. Thì hai cái cộng này nè, hai cái cộng này mình sẽ ghép lại thành nhân. Đó. Rồi cái trừ này đó, cái trừ thì nó thành chia. Vậy là sau này mình muốn thu gọn á, thu gọn thì dấu cộng sẽ nằm trên tử. Còn cái nào mà đứng đằng trước nó dấu trừ là nó sẽ nhảy xuống mẫu hết. Này mình thấy nè, cái này dấu cộng nè, thì B trên tử, C sẽ bên dưới mẫu, D cũng ở dưới mẫu do dấu trừ. Đó vậy ha. Rút thôi. Rồi để chuyển kênh, chuyển qua Microsoft Team. Rồi thôi mình nghỉ ha. Chốt cái này đi. Rồi chào tất cả nha.